Thông tin từ chính quyền xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa diễn ra rạng sáng nay trên địa bàn, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân. Theo đó, khoảng 1 giờ sáng nay, ngọn lửa bất ngờ bùng cháy ở khu vực nhà kho của một studio áo cưới ở xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, Nghệ An do anh Trần Văn Sơn sinh năm 1985 làm chủ. Thời điểm này, anh Sơn cùng vợ và hai con đang ngủ trong nhà đã kịp thời phát hiện nên chạy thoát ra ngoài. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 2 chiếc xe ô tô, 2 chiếc xe máy, 1 chiếc xe đạp điện cùng nhiều tài sản, ước tính thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Một vụ va chạm giao thông được camera an ninh khu vực ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy thời điểm này các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ, bất ngờ tiếng còi xe lớn vang lên từ phía sau. Hai thanh niên chửi nhau trên xe máy ngoái lại nhìn, chưa kịp phản ứng, một xe tải lớn lao tới, húc văng chiếc xe máy cùng hai thanh niên. Rất may, cả hai đều không bị thương, chỉ ngã lăn xuống vỉa hè. Sau cú tông này, hai thanh niên ngồi nguyên tại chỗ, hoảng hồn vì chuyện vừa xảy ra. Còn chiếc xe tải tiếp tục lao đi, đâm trực diện vào ô tô con đang đi ngược chiều, rồi mới dừng lại. Chứng kiến sự việc, những người đi đường không khỏi hoảng hốt, nhưng đều thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai thanh niên may mắn không bị thương. Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ 7 đối tượng để lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ tài xế xe tải bị xịt hơi cay chém gây thương tích vì va chạm giao thông. Trước đó khoảng 11 giờ 30 phút trưa qua, một tài xế lái xe tải chạy trên đường 35, phường Cát Lái thì va chạm với ô tô mang biển số 51H46155. Ngay sau đó, tài xế xe tải bị một số đối tượng trên ô tô dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt rồi dùng hung khí tấn công. Một số người khác đến căn ngăn cũng bị các đối tượng tấn công gây thương tích. Sau khi gây án, các đối tượng rời khỏi hiện trường. Hai nạn nhân bị thương sau vụ việc được đưa đi cấp cứu. Công an thành phố Vinh cho biết vừa bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp hòm công đức tại chùa Cần Linh. Đầu tháng 6 năm 2022, tại chùa Cần Linh thuộc phường Cửa Nam thành phố Vinh đã xảy ra các vụ trộm hòm công đức gây hoang mang trong quần chúng nhân dân và các ni sư tại chùa. Nhận được tin báo, Công an thành phố Vinh đã vào cuộc điều tra làm rõ. Sau 2 ngày truy vết và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, hôm qua, Công an thành phố Vinh đã bắt giữ được kẻ phạm tội khi đối tượng đang mải mê chơi game trong một quán internet trên địa bàn thành phố. Đối tượng là Lê Huy Ý, sinh năm 1999, trú tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, đã có 4 tiền án về tội trộm cắp. Từ ngày 31 tháng 3 năm 2022 đến ngày 10 tháng 6 năm 2022, Ý đã thực hiện 7 lần đột nhập vào chùa Cần Linh để trộm cắp tài sản. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách những máy tính bỏ túi được phép mang vào phòng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Đó là các máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ lưu trữ dữ liệu, không có chức năng truyền và nhận thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp. Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị các sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Đào tạo Bộ Công an, Cục Nhà trường Bộ Quốc phòng phổ biến nội dung này và thông báo cụ thể trong các buổi tập huấn cho cán bộ giáo viên, thí sinh tham gia kỳ thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 diễn ra trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7 2022 với hơn 1 triệu thí sinh đăng ký. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành hướng dẫn tạm thời giám sát phòng chống bệnh đậu mùa khỉ nhằm hạn chế tối đa số ca mắc và tử vong. Theo đó, tại cửa khẩu, những người nhập cảnh qua đường hàng không, hàng hải được giám sát thân nhiệt qua máy đo và các triệu chứng nghi ngờ để kịp thời phát hiện sớm trường hợp có nguy cơ mắc bệnh đậu mùa khỉ. Người dân khi có các triệu chứng như phát ban có bóng nước cấp tính không rõ nguyên nhân, sốt trên 38 độ, nổi hạch, sưng hạch bạch huyết, đau đầu, đau cơ, đau lưng, suy nhược thì báo ngay cho trạm y tế nơi cư trú. Khi tiếp nhận trường hợp nghi ngờ, bộ phận kiểm dịch y tế, nhân viên y tế khai thác thông tin, lập phiếu điều tra dịch tễ trong vòng 21 ngày. Trong khuôn khổ triển lãm tài bưu chính quốc gia Việt STEMPEC năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phát hành bộ tem biển đảo Việt Nam, chim biển đảo nhằm giới thiệu các loài chim sinh sống trên nhiều vùng biển đảo ở Việt Nam. Đây là bộ tem thứ 3 về đề tài biển đảo Việt Nam. Bộ tem nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người và tuyên truyền công tác bảo tồn đa dạng sinh học biển Việt Nam, đồng thời góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trên các mặt trận đấu tranh bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Bộ tem Biển đảo Việt Nam do họa sĩ Nguyễn Du và Phạm Quang Diệu, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế, nhằm giới thiệu các loài chim sinh sống trên các vùng biển đảo Việt Nam. Bộ tem sẽ được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 24 tháng 6 2022 đến ngày 31 tháng 12 2023. Nằm cách thành phố Thanh Hóa khoảng 40 km về hướng Tây, làng du lịch Yên Trung là một địa điểm hoàn hảo để bạn trở về với làng quê ấm áp tình người, về với thiên nhiên gần gũi mà trong lành. Nhà cổ đặc biệt hơn 100 năm tuổi
là điểm nhấn đầu tiên của làng du lịch Yên Trung. Vẫn là màu xanh mướt của bờ tường rào được kết từ những lớp chè mạn. Hình ảnh ngôi nhà xưa đơn sơ mà thơ mộng là nơi lưu giữ nếp sống giản dị, vất vả của người nông dân từ những thế kỷ trước. Những nét mộc mạc giản dị trong ngôi nhà nhỏ nơi thời gian ở lại đã mang lại cho du khách những cảm xúc bồi hồi, xao xuyến về một miền quá khứ êm ả, yên bình. Đến đây, lòng ta như thêm yêu quê hương, yêu mảnh đất mình đã từng lớn lên và gắn bó. Vâng, ngôi nhà cổ với tên gọi Nơi Thời Gian Trở Lại đã tái hiện không gian sống bình dị, mang đậm kiến trúc và lối sống của người Bắc Trung Bộ, với các hình ảnh sân đình giếng nước chân chất và đầy ký ức đã níu chân biết bao du khách. Và những hình ảnh này đã kết thúc bản tin số 18 giờ hôm nay của NTV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!